Chào các bạn, xin chào mentor. Hôm nay mình xin demo cái dự án capstone về cái booking movie của mình. Hiện tại mình đã deploy nó bằng Vercel. Đây là lên Vercel nha các bạn. Cả trang chủ và trang quản trị. Tách nó làm hai vô chết luôn. Giờ mình sẽ demo cái phần trang chủ trước nha. Giao diện cơ bản của mình là như vậy. Cái phần header này thì chỉ có một vài hướng bình thường, đơn giản thôi, không có gì đặc biệt hết. Giống như cái trang demo mẫu thôi, footer cũng vậy, cũng không có gì đặc sắc hết á, cơ bản rồi. Banner, carousel thì cũng bình thường, không có gì hết. Còn cái này là cái icon mà mình tự mình thiết kế, dành riêng cho mình chủ đề này. Đây, phần này là phần item movie. Thêm ở trang quản trị nó sẽ lên đây các cái phim hiệu ứng cũng tạm được. Đây. Phần này là phần khá là đẹp, khá là thích cái này, dùng để mình thể hiện những cái mà cái bộ phim hoặc những cái phần mà mình cảm thấy mình ưng ý, hoặc là cái phim mình nổi trội nhất mình có thể đưa này background rồi nó sẽ đẹp hơn. Mình cũng có thể như cái phần trên đây mình cũng có thể lít xem chi tiết cái phim đó. Cái này mình mô phỏng thôi, coi trên mạng mình bắt chước làm theo, cũng có tham khảo một số sụp cóp. Bạn thấy nhờ, thấy cái thằng lớp đen của mình đó, là đen nè, sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hiện tại là mình có tạo chưa tạo chiếu với gạt mà khỏi phần này nữa, mình trên nói phần nữa. Đây, phần này mình thấy phần nào thì đa số mọi người đều làm giống nhau hết, không có gì đặc biệt. Đây, đăng nhập nha. Đây, chưa có các bạn, bây giờ mình sẽ qua trang quản trị luôn. Lock out rồi. Đặt tên luôn nha. Đây, phần là phần quản trị của mình ha. Bây giờ mình muốn đặt cái lịch của chiến tranh vô cực đi, nhưng mà mình chưa có tạo cái lịch chiếu của nó, mình chưa tạo. Nhóm cái hệ thống gạp là CDP ha. Bình tân đi. Giá vé là 75.000. Tạo. Rồi, thành công. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái trang nãy mình. Trang này.
lên cái cụm rạp ha, rồi chiếu nè, năm mươi tám rồi, rồi bạn không tiến hành mua vé. Đây, thông tin đây, thông tin của người mua đây. Giờ mình sẽ chọn ghế 24 nha. Đặt hai vé đi, hai cái mình nha. Phía trước cái phía sau nha. Rồi tổng tiền 150.000. Mình thích thanh toán sẽ là Momo. Đặt vé này. Ok. Xong. Ở đây mình cũng, nếu mà mình là cái người dùng thì mình có thể xem được cái thông tin của mình thay đổi tin của mình không ha. Bảy. Ok. À, đăng nhập lại ha, bạn tin xong thì đăng nhập lại. Chiếu số tiền à, nó này hết. Rồi là chân chủ, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo phim mới nha các bạn. Qua trang phim này, tạo bộ phim mới đi. Chàng tí đi, chàng chàng tí không ta. Phim này sao thấy nó không có pattern đẹp. Trả lời quý vị và các bạn, khi những trào lưu nổi bật trong năm sao hot không ta, không hot ha. Show win comment sang dép rồi lấy cái butter vô rồi. Một mê các bạn ơi, đổi hình khác. Này nghe. Này được. Quá mê không? Okay.
Đây. Chốt. Này, quay lại trong chủ nha. Rồi, chẳng tí đó là này. Là... Rồi, đúng rồi ha. Thêm chi tiết nè. Ngon lành. Giờ mình sẽ demo những phần còn lại của admin nha, nhưng mình sẽ tạo thêm người dùng nha. Khách hàng hai, password là khách hàng ngoài cũng được. Xa đây khách hàng đây sửa nha trên ba đi để mình này thêm chữ ba đi ba hai là con chỉ viên đất lắm thì các bạn bây giờ mình xóa luôn nha. Ok, gọc file đây, gọc file thì là gọc file của cái user nhập. Chiếu hồi nãy mình có demo rồi nha, chiếu mình tạo đây, gọc file, rồi quản trị nó có nhiều thôi các bạn. Cái avatar này thì mình sử dụng cái trang mà nó trả gì ảnh ngẫu nhiên của cái avatar này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.